Đôi chân dài 1,23 mét của Hoa hậu Bảo Ngọc. Hoa hậu Bảo Ngọc gia nhập nhóm người đẹp có đôi chân dài nhất showbiz Việt, bên cạnh siêu mẫu Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Lương Thùy Linh. Chia sẻ với Dinh, bà Phạm Kim Dung, CEO Gen Vàng, cho biết trong vòng kiểm tra nhân chất học ở cuộc thi Miss World Việt Nam 2022, ban tổ chức ghi nhận chiều cao của Lê Nguyễn Bảo Ngọc là 1,85 mét, riêng đôi chân dài 1,23 mét. Bảo Ngọc có thân hình mảnh khảnh, nhưng đôi chân săn chắc, thẳng và dài. Bạn ấy đang tích cực tập luyện để có những bước catwalk ngày càng thu hút trên sàn diễn. Hiện, Bảo Ngọc cao thêm 1 cm so với thời điểm thi, bà Dung nói. Lê Nguyễn Bảo Ngọc giành giải Á hậu một Miss World Việt Nam 2022. Sau đó, cuộc thi Miss Intercontinental, Hoa hậu liên lục địa ở Ai Cập và đăng quang Hoa hậu. Với số đo 1,23 mét, Bảo Ngọc hiện là người đẹp có đôi chân dài nhất showbiz Việt. Vượt qua con số 1,22 mét của Lương Thùy Linh, chiều cao 1,8 mét. Trong ngành giải trí, nhiều hoa hậu, người mẫu sở hữu đôi chân dài hơn 1,1 mét. Người mẫu Minh Triệu, Á hậu Thanh Tú và Lê Thúy đều có số đo chân là 1,2 mét. Tiếp đến là hoa hậu Mai Phương Thúy, đôi chân dài 1,18 mét, chiều cao 1,8 mét. Người mẫu Hoàng Thùy từng bật mí 1,16 mét là chiều dài đôi chân của cô. Đây cũng là số đo cặp chân của người mẫu Võ Hoàng Yến. Tuy không còn là người mẫu Việt có đôi chân dài nhất, Thanh Hằng vẫn trở thành biểu tượng của làng thời trang với con số 1,12 mét. Đôi chân của cô được đánh giá đẹp, thẳng, tỷ lệ mỡ ở bắp chân cân đối và đầu gối không bị củ lạc. Đỗ Thị Hà cũng thường xuyên được nhắc đến với đôi chân dài. Hoa hậu Việt Nam 2020 nói cô tự tin về chiều cao, dáng người thanh mảnh và nhất là đôi chân 1,11 mét. Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ, NCBI, đôi chân có chiều dài bề ngoài và chiều dài thực tế. Cách đo chiều dài bề ngoài là từ rốn đến mắt cá chân phía trong. Còn chiều dài thực tế được đo từ xương hông đến mắt cá chân phía trong của cùng bên đó.